Khái niệm triết học. Ở Trung Quốc, chữ triết đã có từ rất sớm và ngày nay chữ triết học được coi là tương đương với thuật ngữ philosophia của Hy Lạp, với ý nghĩa là sự truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức, thường là con người, xã hội, vũ trụ và tư tưởng. Triết học là biểu hiện cao của trí tuệ, là sự hiểu biết sâu sắc của con người về toàn bộ thế giới, thiên, địa, nhân và sự hướng nhân sinh quan cho con người. Ở Ấn Độ, thuật ngữ Darsana, triết học, nghĩa gốc là chiêm ngưỡng, hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người đến với lẽ phải. Ở phương Tây, thuật ngữ triết học như đang được sử dụng phổ biến hiện nay cũng như trong tất cả các hệ thống nhà trường chính là philosophia, tiếng Hy Lạp, được sử dụng nghĩa gốc sang các ngôn ngữ khác, philosophy, philosophy. Triết học philosophia xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại với nghĩa là yêu mến sự thông thái. Người Hy Lạp cổ đại quan niệm philosophia vừa mang nghĩa là giải thích vũ trụ, định hướng nhận thức và hành vi, vừa nhấn mạnh đến khát vọng tìm kiếm chân lý của con người. Như vậy, cả ở phương Đông và phương Tây, ngay từ đầu, triết học đã là hoạt động tinh thần ở bậc cao, là loại hình nhận thức có trình độ trừu tượng hóa và khái quát rất cao. Triết học nhìn nhận và đánh giá đối tượng xuyên qua thực tế, xuyên qua hiện tượng quan sát được về con người và vũ trụ. Ngay cả khi triết học còn bao gồm trong nó tất cả mọi thành tựu của nhận thức, loại hình tri thức đặc biệt này đã tồn tại với tính cách là một hình thái ý thức xã hội. Là loại hình tri thức đặc biệt của con người, triết học nào cũng có tham vọng xây dựng nên bức tranh tổng quát nhất về thế giới và về con người. Nhưng khác với các loại hình tri thức xây dựng thế giới quan dựa trên niềm tin và quan niệm tưởng tượng về thế giới, triết học sử dụng các công cụ lý tính, các tiêu chuẩn logic và những kinh nghiệm mà con người đã khám phá thực tại để diễn tả thế giới và khái quát thế giới quan bằng lý luận. Tính đặc thù của nhận thức triết học thể hiện ở đó. Bách khoa toàn thư Britannica định nghĩa: triết học là sự xem xét lý tính, trừu tượng và có phương pháp về thực tại, với tính cách là một chỉnh thể hoặc những khía cạnh nền tảng của kinh nghiệm và sự tồn tại người. Sự truy vấn triết học, philosophical inquiry, là thành phần trung tâm của lịch sử trí tuệ của nhiều nền văn minh. Bách khoa thư triết học mới của Viện Triết học Nga xuất bản năm 2001 viết: triết học là hình thức đặc biệt của nhận thức và ý thức xã hội về thế giới, được thể hiện thành hệ thống tri thức về những nguyên tắc cơ bản và nền tảng của tồn tại người, về những đặc trưng bản chất nhất của mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và với đời sống tinh thần. Có nhiều định nghĩa về triết học, nhưng định nghĩa thường bao hàm những nội dung chủ yếu sau. Triết học là một hình thái ý thức xã hội. Khách thể khám phá của triết học là thế giới, gồm cả thế giới bên trong và bên ngoài con người, trong hệ thống chỉnh thể toàn vẹn vốn có của nó. Triết học giải thích tất cả mọi sự vật, hiện tượng, quá trình và quan hệ của thế giới với mục đích tìm ra những quy luật phổ biến nhất, chi phối, quy định và quyết định sự vận động của thế giới, của con người và của tư duy. Với tính cách là loại hình nhận thức đặc thù, độc lập với khoa học và khác biệt với tôn giáo, tri thức triết học mang tính hệ thống, logic và trừu tượng về thế giới, bao gồm những nguyên tắc cơ bản, những đặc trưng bản chất và những quan điểm nền tảng về mọi tồn tại. Triết học là hạt nhân của thế giới quan. Triết học là hình thái đặc biệt của ý thức xã hội, được thể hiện thành hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới, về con người và về tư duy của con người trong thế giới ấy.